Yo, xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của Tô Mỡ, để mà chúng ta cùng ngồi xuống và nói về những cái thay đổi có trong máy chủ thử nghiệm vừa mới được cập nhật ngày hôm qua luôn anh em ạ. Rất là nóng hổi. Và theo như Mỡ được biết và thông tin đến cho anh em trước, thì ở cái lần cập nhật này, đó là những cái chỉnh sửa với tướng cũng như là kỹ năng của tướng thôi hai anh em. Lưu ý rằng đây là những cái thay đổi có trong máy chủ thử nghiệm và nó vẫn chưa được cập nhật ở server chính thức đâu. Chỉ là anh em biết để mà chuẩn bị thôi. Và đó là những cái thay đổi gì? Nào, chúng ta sẽ cùng nhìn qua nhé. Đầu tiên, vẫn là lắng nghe phản hồi đến từ cộng đồng game thủ ở trong máy chủ thử nghiệm, thì Camilla và Cecilian vẫn đang được thay đổi thông số bộ kỹ năng và có lẽ là đã gấp rút lắm rồi. Cặp đôi này sắp được cho ra mắt ở máy chủ chính thức. Thông tin chi tiết thì Mỡ sẽ làm hẳn hai cái video clip để giới thiệu về cái bộ kỹ năng của cái cặp đôi này ngay khi mà họ có thông tin cho ra mắt ở máy chủ chính thức ha. Một cái thay đổi đến từ cái vị tướng sát thủ mạnh nhất ở meta hiện tại đó chính là Linh. Thì Linh sẽ tăng thời gian hồi chiêu của chiêu một đu tường có tên là phi tiềm tổng bích từ level đầu là 8 giây, level cuối là 7 giây lên thành level đầu là 11 giây và level cuối là 9 giây. Tức là một khi mà chúng ta đã xuống đất để rồi đi bộ á, thì phải rất lâu sau đó chúng ta mới sử dụng được cái vị tướng Linh để mà đu lên tường được. Có nghĩa rằng là đây là một cái pha giảm sức mạnh khá lớn dành cho cái vị tướng sát thủ Linh này. Cái chiêu cuối của Tanker Basia, Thần Võ Chi Huy, chiêu này sẽ giảm sát thương cơ bản từ 60, 90 xuống chỉ còn là 50 và 70. Thời gian hồi chiêu tăng mạnh lên thêm 10 giây ở mọi level. Tăng mạnh lên thêm 10 giây ở mọi level anh em ha, tức là lâu thêm 10 giây ở mọi cấp độ luôn á. Đối với Masha, chúng ta có cái điều chỉnh đến từ cái kỹ năng sức mạnh hoang dã. Giờ kỹ năng này nó sẽ giảm tốc độ di chuyển đi 5% ở mọi level. Cái lượng máu hấp thụ cũng sẽ được tăng nhẹ lên 0.2% ở mọi cấp độ luôn. Cái chiêu cuối Lô Đình Nhất Kích giờ sẽ tăng thời gian làm chậm lên từ 0.5 giây thành 1 giây, ảnh hưởng lên đối phương. Khả năng giảm sát thương nhận vào sẽ bị giảm đi 10% ở mọi level. Đối với cái vị tướng xạ thủ Wan Wan, chiêu cuối Khuynh Thành Tiện Vũ giờ có thể kích hoạt mọi hiệu ứng đòn đánh một cách chuẩn xác nhất. Và bên cạnh đó, sát thương cơ bản cộng thêm sẽ bị giảm đi 5% ở mọi level. Ở vị tướng Mertis, chúng ta có thay đổi ở đây đến từ cái nội tại cơn thịnh nộ Asura của cái vị tướng này. Thì nội tại của vị tướng đấu sĩ này nó sẽ tăng tốc độ tấn công mỗi lần thi triển kỹ năng từ 25% lên thành 30%, tức là gia tăng thêm 5% nữa anh em ha. Ở cái vị tướng Estate thì chiêu thứ nhất dòng chảy ánh trăng giờ đây sẽ giảm khả năng hồi máu ngay lập tức đi 50 điểm ở mọi cấp độ. Sát thương phép cộng thêm nó sẽ được tăng mạnh từ 30% lên thành 70%. Ở cái vị tướng Tanker Lolita, chúng ta có máu cơ bản tăng lên 100 điểm, máu tăng theo level sẽ giảm đi từ 228 xuống chỉ còn đó là 190. Đối với kỹ năng dựng khiên chắn của Lolita, tức là cái chiêu thứ hai á, sát thương cơ bản của cái kỹ năng này sau khi tái kích hoạt sẽ giảm đi 100 ở mọi cấp độ. Tuy nhiên, sát thương của mỗi lần hấp thụ đòn đánh đến từ đối phương sẽ tăng lên từ 20% thành 50%. Đối với Kimi, sát thương vật lý cộng thêm của đòn tấn công cơ bản của cái vị tướng này sẽ bị giảm đi 12%. Kimi lại bị giảm sức mạnh khá là nhiều anh em ạ. Ở vị tướng đấu sĩ Tyros, chúng ta có chiêu 1 của cái vị tướng này sẽ bị giảm sát thương ở những cái lần nảy sát thương tiếp theo, những cái lần nảy đam á. Anh em có nhớ cái sát thương của chiêu 1 của Dairo không ạ? Tức là gây sát thương theo đường thẳng. Thì những cái pha sát thương tiếp theo sau đó sẽ bị giảm sát thương đi. Đối với Bada, chiêu cuối của anh chàng này sẽ được điều chỉnh sát thương cơ bản từ giai đoạn đầu game, tức là từ 120, 150, 180 xuống thành 100, 140 và 180. Nói thẳng ra là sát thương ở cái chiêu cuối của Ba Đang sẽ bị yếu đầu game và cuối game thì nó vẫn là như cũ. Cùng với đó, thời gian hồi chiêu của cái kỹ năng này sẽ được cố định xuống chỉ còn đó là 30 giây ở mọi cấp độ. Và cuối cùng chúng ta có ở đây, đó là cái vị tướng Châu, tối ưu hóa kỹ năng hiển thị đòn đánh. Và trên đây là toàn bộ những cái thay đổi mà anh em cần phải chú ý để mà chúng ta chuẩn bị sẵn tinh thần khi mà những cái thay đổi trên được cập nhật ở trong máy chủ chính thức. Dĩ nhiên là nó sẽ còn thay đổi nữa và chúng ta chỉ cần nhớ qua là ở trong cái bản cập nhật ở máy chủ thử nghiệm này thì đó là Masha, đó là Linh, Basia, Kimi và Tyros bị giảm sức mạnh và chúng ta có điều chỉnh sức mạnh đến từ Estate, Lolita, Bada. Đó, đơn giản chỉ là như vậy thôi. Và nếu như thấy cái video clip này hay bổ ích, hãy để lại cho Mỡ một like và subscribe đăng ký kênh để đón xem cái video clip tiếp theo sẽ có ha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.